Kính chào bà con và quý khán giả đang theo dõi buổi tòa đàm nông thôn mới nhân đầu năm mới 2019. Nhân dịp này thì chúng tôi cũng xin kính gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe và những thắng lợi thành công trong năm mới này. Và nhân dịp số phát sóng đầu tiên của năm mới này thì chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị một nội dung rất là mới. Và nội dung đó là gì? Tất cả sẽ có trong đoạn clip ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, tiếng Anh là One Come One Goldust, viết tắt là OCOP, là mô hình được học tập từ phong trào mỗi làng một sản phẩm OVOV của Nhật Bản và OTOP của Thái Lan. Phong trào này được triển khai đầu tiên ở Nhật Bản từ thập niên 70 của thế kỷ 20. Đến nay đã có hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ học tập và triển khai rất thành công, góp phần mang lại đời sống ấm no cho người dân vùng nông thôn. Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mọi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị là giải pháp nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân, doanh nghiệp hậu sản xuất và kinh tế tập thể thực hiện. Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ này có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa đặc biệt là đặc sản vùng miền trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái văn hóa nguồn gen tri thức và công nghệ địa phương sản phẩm ô cớp được đánh giá theo năm hạng trong đó hạng năm sao là cao nhất đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế quyết định cũng xác định các nhóm hàng hóa dịch vụ gồm thực phẩm nông sản tươi sống và nông sản chế biến đồ uống đồ uống có cồn đồ uống không cồn thảo dược các sản phẩm có thành phần từ cây dược liệu vải và may mặc các sản phẩm làm từ bông sợi lưu niệm nội thất trang trí các sản phẩm từ gỗ sợi mây tre kim loại gốm sứ dệt may làm đồ lưu niệm đồ gia dụng và dịch vụ du lịch nông thôn bán hàng dịch vụ phục vụ tham quan du lịch nghỉ dưỡng giải trí học tập nghiên cứu nhà nước đóng vai trò kiến tạo ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện Định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa dịch vụ, quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hỗ trợ các khâu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tính dụng. Mục tiêu tổng quát của chương trình là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam. Vâng, sau so những hình ảnh trên thì có lẽ là chúng ta cũng biết được phần nào nội dung chính của buổi tòa đàm ngày hôm nay với chủ đề chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp khai thác tiềm năng lợi thế ở mỗi địa phương và nội dung này sẽ được trao đổi rõ hơn trong buổi trò chuyện ngày hôm nay với hai vị khách mời của chúng ta đầu tiên xin được giới thiệu ông lê văn gọi phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phó chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đồng nai và vị khách mời thứ hai là bà nguyễn thị lan phương giảng viên trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh Thưa các vị khách mời, thì ngày 7 tháng 5 năm 2018, thì thủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã phê duyệt chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, gọi tắt là chương trình ô cốp, tên tiếng Anh là One Commune, One Product. chương trình ô cốp là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng là phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Trọng tâm của chương trình ô cốp là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Đây được coi là giải pháp nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và từ thực tiễn trên thế giới và trong nước như thế nào để hình thành nên chương trình ô cốp ở Việt Nam. À, xin được mời chia sẻ một số thông tin về chương trình ô cốp này. À, đầu tiên xin được mời ông Lê Văn Gọi ạ. À. À, thưa chị Bích Tuyền cùng thưa các bạn xem đài. Thì trước tiên mình nói rõ cái chữ ô cốp này chắc lẽ là uh, chữ ô cốp đối với người dân chúng ta phần lớn còn xa lạ thì như chị biết tiền nữa rồi uh, chữ ô cốp thực ra là chữ viết tắt của tiếng anh quan uh, community, one quan uh, là mỗi cộng đồng một sản phẩm và ở việt nam chúng ta uh, hiểu theo nghĩa là mỗi xã một sản phẩm yeah. đây là một chương trình chủ yếu người ta tập trung vào uh, phát triển những sản phẩm mang chất đặc trưng của dùng biển uh, những sản phẩm mang tính chất là mang nét truyền thống của uh, À, từng dùng miền, nó có thể là sản phẩm nông nghiệp, cũng có thể là sản phẩm phi nông nghiệp, cũng có thể là sản phẩm dịch vụ. À, đại loại là chúng ta nếu phát huy những sản phẩm này thì chúng ta sẽ khai thác mọi tiềm năng và thế mạnh của địa phương. À, thì ra một chương trình này như chị tiền đã đã đặt vấn đề đấy, yeah. là chương trình của à, Thủ tướng Chính phủ phát động từ tháng 5 năm 2018. À nó bắt đầu từ cái mà à, khi quan sát à, quá trình phát triển đất nước của các nước trên thế giới á người ta nhắm vào phát triển những cái ở nông thôn bằng những cái nội lực của của nông thôn là chính đúng không rồi sau đó từ đó người ta làm gia tăng những giá trị lên để nhằm tạo ra nhiều công ăn việc làm và tăng thu nhập cho cư dân nông thôn thì tiêu biểu cho những chương trình này thì bắt đầu từ Nhật Bản họ làm từ những năm 70 và rất là thành công và sau đó chúng ta lan tỏ ra nhiều nước trên thế giới là trong đó có nước gần chúng ta nhất là Thái Lan cũng yeah. rất là thành công của chương trình này yeah. Thì từ chữ thành công của thế giới Thì chúng ta có những nhà quản lý, những nhà khoa học Có tiếp cận và nghiên cứu và đưa vào Việt Nam Thì cụ thể nhất là Quảng Ninh Quảng Ninh đã triển khai từ năm 2013 đến nay Và bước đầu cho thấy rằng Quảng Ninh rất là thành công Hiện tại họ có hơn 300 sản phẩm ưu cốp với 5 ngành hàng Thì các sản phẩm này đã được một số sản phẩm đã đi ra nước ngoài Một số sản phẩm đã tiếp cận với cái um, chính trị của uh, cái đại cái đẳng của cấp của quốc gia không? và như vậy là người dân Quảng Ninh là bây giờ là chẳng có nhiều công an việc làm thông qua những sản phẩm truyền thống đó và từ cái sự kinh nghiệm của cái thế giới từ cái um, thành công của Quảng Ninh thì tháng 5 năm 2018 uh, chính phủ ban hành chương trình mỗi xã một sản phẩm quy mô là triển khai trên toàn quốc mà trọng tâm là cái nông thôn trọng tâm là nông thôn thì um, đây là một chương trình xác định là một chương trình kinh tế trọng tâm um, trong xây dựng nông thôn mới À, nhằm phát huy mọi tiềm năng, mọi lợi thế của vùng miền. thì ta thấy rằng cái vùng miền nào cũng có cái cái đặc trưng của nó. Yeah. đó là một sản phẩm đặc trưng là đặc sản đấy. Thấy không? đó là một sản phẩm du lịch đặc trưng. rồi có thể là một sản phẩm à, phi nông nghiệp đặc trưng. Thấy không? làm sao đó để rồi mình phát hiện nó ra, rồi mình hung đúc nó, mình à, hoàn thiện nó, rồi mình làm thương hiệu cho nó để nó đi ra. như vậy là người dân nó sẽ làm nhào vào nhờ sản phẩm này cùng với những chia sẻ của ông Lê Văn Gọi thì chương trình cũng rất là muốn nghe ý kiến của cô Nguyễn Thị Lan Phương về nội dung chủ yếu của chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 ạ. kính chào bà con và quý khán giả xem đài. thì qua câu hỏi của bạn Đức Tuyền thì tôi cũng xin giới thiệu một số cái nội dung chính của chương trình. thì cái đầu tiên đó là triển khai cái chương trình ô cốp. thì trong chương trình ô cốp này nó có một cái chu trình gọi là chu trình thường niên chương trình ô cốp thường niên thì uh, trong chương trình này nó có 6 bước và uh, nó theo tuân theo một cái nguyên tắc đó là nhà nước là hướng dẫn tập huấn uh, hỗ trợ và giám sát còn các cộng đồng chủ thể thì là uh, đề xuất ý kiến và uh, triển khai thực hiện thì uh, cái cái giai đoạn đầu tiên cái bước đầu tiên đó là tuyên truyền hướng dẫn thì uh, cái bước này thì mục đích là làm cho bà con hiểu được cái chương trình ô cốp là cái gì là nó như thế nào để mà bà con đề xuất ra những cái ý kiến, những ý tưởng sản phẩm mà nó phù hợp với lại chương trình. Đó. Qua cái bước thứ hai đó là nhận ý tưởng, thì sau khi mà bà con đã hiểu được cái cái chương trình ô cốp nó như thế nào rồi đó, thì bà con sẽ đưa cái đề xuất sản phẩm của mình lên, ý tưởng của mình lên thì ở đây sẽ có cái trên ban điều hành họ sẽ là lựa chọn những cái ý tưởng chuyển qua cái giai đoạn cái bước thứ ba cái kế hoạch kinh doanh gọi là cái kế hoạch kinh doanh đó. Yeah. thì kế hoạch kinh doanh này khi mà bà con gửi lên rồi á thì cũng phải là chọn lựa nghĩa là cái kế hoạch kinh doanh của bà con mà phù hợp mà nó thỏa mãn được các yêu cầu thì lại tiếp tục được chọn lựa để đưa vào triển khai đến cái bước thứ tư là chúng ta sẽ làm đánh giá sản phẩm nghĩa là khi mà bà con đã Uh, triển khai thực hiện và đã có sản phẩm ra rồi thì cái sản phẩm của bà con cũng sẽ được đánh giá theo cái bộ tiêu chí và qua cái bước thứ năm là yeah. cái bước um, đánh giá và xếp hạng thì khi này tôi nói rồi sản phẩm của mình đưa ra thì uh, sẽ được là uh, đánh giá xếp hạng thì nếu như mà sản phẩm của chúng ta được uh, 3 đến 5 sao thì có thể là được uh, À, lên à, nếu như mà sản phẩm ở cấp huyện thì 3 năm sau thì được lên là cấp tỉnh. Đó, nếu mà sản phẩm ở cấp tỉnh mà được 3 đến năm sao thì có thể là à, đi lên dự thi ở cái sản phẩm của quốc gia. Đó. À, và cái bước thứ sáu đó là bước à, à, xúc tiến thương mại. Nghĩa là khi chúng ta đã có sản phẩm à, đạt chất lượng rồi thì một cái mặt à, quan trọng nữa là tiến hành xúc tiến thương mại. Thì xúc tiến thương mại ở đây nó có các hình thức đó là quảng cáo tiếp thị sản phẩm trên các cái công nhà, trên các cái phương uh, tiện truyền thông cái uh, hình thức là bằng các hình thức là họ xây dựng những cái clip video clip nè rồi những cái bài báo những cái tin uh, được đăng ở trên các cái tạp chí trên các cái bài báo để mà truyền thông thì uh, đó là các cái, cái nội dung mà cần thiết chúng ta cần phải thực hiện. dạ vâng xin được dạ. cảm ơn những thông tin chia sẻ rất là chi tiết của bà nguyễn thị lan phương cũng như là của ông lê văn gọi ạ là tỉnh có trên 70% diện tích đất nông nghiệp trong tổng diện tích trên 6.000 km vuông. Đồng Nai hiện có trên 60% dân số sống ở vùng nông thôn, cơ cấu kinh tế công nghiệp và dịch vụ chiếm hơn 94%, nông nghiệp chiếm tỷ trọng chưa tới 6%. Mặc dù là tỉnh công nghiệp, dịch vụ, sông Đồng Nai luôn coi trọng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, lấy nông nghiệp, nông thôn là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh nhà. Thực hiện nghị quyết số 26 với tinh thần chủ động quyết tâm, Năm 2018, Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chương trình đề án dự án về nông nghiệp nông dân nông thôn, phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện và bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm ngành hàng và toàn ngành nông nghiệp tỉnh, hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm, xây dựng giải pháp để thực hiện, tạo sự bình đẳng và khuyến khích các chủ thể tham gia chuỗi, các cây con chủ lực được quan tâm sắp xếp và hình thành rõ các vùng sản xuất tập trung, vùng cây chuyên canh sản phẩm có khả năng tiêu thụ mạnh, có giá trị kinh tế cao, quy hoạch sản xuất nông nghiệp cây con chủ lực, hình thành rõ các vùng sản xuất tập trung, vùng cây chuyên canh sản phẩm có khả năng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Nói về nông nghiệp ở Đồng Nai, những năm gần đây, chúng ta sẽ không khó để tìm đến những vùng chuyên canh cánh đồng lớn, các loại cây có muối theo quy trình Việt Gáp như cam, quýt, bưởi đặc sản Tân Triều của vùng đất Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, xoài Phú Lý, Xuân Hưng, sầu riêng Việt Gáp thị xã Long Khánh, Mỹ, lưới hữu cơ xã Xuân Trường, mãng cầu dai ít hạt xã Phú Ngọc được chuyển đổi canh tác theo phương thức sạch, sử dụng chủ yếu phân bón hữu cơ mang lại giá trị, chất lượng sản phẩm ngày càng uy tín trên thị trường em thấy là cái đất sỏi đen này nó thích hợp cây bưởi tại mình trồng mình thấy là cái cây nó rất là khỏe mạnh nó ít có bị vàng đọt thì mình thấy mình cho trái trên cây thấy lúc nào cũng sai cây mà thấy cây nó vẫn có sức khỏe để nó chịu đựng để nó nuôi cái trái với cái cây cái giống này là của Hà Lan tuy nhiên là có đợt mình lấy của Peru về có đợt là lấy ở Pháp hiện tại thì thu hoạch ra bình quân một trái nó tầm khoảng một ký ba đến một ký tư mà cái nhà này mình được uh, khoảng hai ngàn rưỡi gốc thì nó ra khoảng gần gần 3 tấn đó tuy nhiên là cái cái dưa mà này, lưới thì nó ngoài cái vấn đề uh, cái ngon cái ngọt ra nó còn có cái, cái hình dáng nữa nó về cái này là thành ra cái loại một của nó thì mình đạt đang đạt tầm khoảng một tấn rưỡi thôi Hiện nay, cây trồng chủ lực ở Đồng Nai như bưởi với diện tích là 2.700 ha, năng suất 139 tạ 1 ha, sản lượng 31.173 tấn, thu nhập bình quân có nơi lên đến 1 tỷ đến 2 tỷ đồng 1 ha một năm. Diện tích xoài là 11.000 ha, năng suất 90 tạ 1 ha, sản lượng 74.126 tấn, thu nhập bình quân có nơi lên đến từ 600 đến 800 triệu đồng 1 ha một năm diện tích tiêu 18.000 hecta, năng suất 21 tạ 1 hecta, sản lượng 24.820 tấn, thu nhập bình quân từ 400 đến 500 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Diện tích sầu riêng là 4.100 hecta, năng suất 10 đến 12 tấn 1 hecta, sản lượng 45.100 tấn, thu nhập bình quân 700 triệu đồng 1 hecta một năm. Với những tiềm năng này, khi chương trình ô được triển khai đi vào hoạt động, thì những vùng chuyên canh trái cây đặc sản, những cánh đồng lớn trái cây có giá trị kinh tế cao sẽ phát triển ngày càng ổn định, bền vững mỗi xã phường sẽ giới thiệu được sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, thế mạnh của địa phương. Thưa quý vị, Đồng Nai có những lợi thế rất lớn trong việc sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế là rất cần những chương trình liên kết để tạo ra chuỗi giá trị và gia tăng giá trị có lợi thế ở mỗi địa phương. Đó là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình OCOV và. Khi triển khai chương trình này thì ngành nông nghiệp tỉnh nhà sẽ định hướng như thế nào và người nông dân khu vực nông thôn sẽ có được những lợi ích gì? Tất cả sẽ được giải đáp ra bởi các vị khách mời trong số phát sóng tiếp theo của chương trình được phát sóng vào 15 giờ 5 phút, Chủ nhật ngày 20 tháng 1 năm 2019. Kính mời bà con và quý khán giả đón theo dõi nhé!